Minh Đường Tử Vi xin chào các cô chú. Chúc các bác, cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bác, cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi mậu thân, sinh năm 1968, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các bác, cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân là những người thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức tự lập cao, đến khi trưởng thành, họ có thể tự mình giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống mà không cần nhờ cậy, cầu cứu ai. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân mệnh đại trạch thổ tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử và làm việc. Họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu khiến tuổi mậu thân dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Tuy nhiên nhờ linh động nên những người tuổi mậu thân thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái, mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi mậu thân trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch thổ tính tình lạc quan vui vẻ, phóng khoáng thoải mái họ không ngại khó khăn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời không được phúc anh em gia đình trợ giúp phải tự tay lập nghiệp độc lập tự cường thì mới có thể thành công tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời làm nên nghiệp lớn từ sau tuổi trung niên các bác tuổi mậu thân có được cuộc sống khá an nhàn thu nhập ổn định nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng người tuổi mậu thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự dèm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần các bác nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho các bác những thành tích như mong muốn. Mậu dương thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất trong tháng này những gia chủ tuổi mậu thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc những gia chủ tuổi mậu thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa trường khí tốt giúp vạn sự hanh thông tốt lành đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi mậu thân Đặc biệt Minh Quang Pháp Bảo cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi mậu thân sinh năm 1968, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi mậu thân qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận trong tháng này các bác tuổi mậu thân sẽ có những bước đột phá trong công việc họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng đó cũng chính là trái ngọt các bác hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân người tuổi mậu thân này tự lực cánh sinh chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai cũng không mong chờ được giúp đỡ thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì các bác luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao Kết quả các bác đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người, hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của các bác trong mắt của đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi mậu thân sinh năm 1968, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho các bác tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, các bác vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bác làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được người này biết cân đối thu chi không tiêu pha hoang đàng quá đỗi lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm có khoản dự phòng cho tương lai bản mệnh nên năng làm việc thiện có thể từ đó các bác sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình cho đi là nhận lại hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức dễ lợi bất cập hại đặc biệt trong thời điểm này các bác tuổi mậu thân hãy sử dụng pháp khí nhà phật bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp việc kinh doanh đầu tư của các bác được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn thứ ba về mặt tình cảm gia đạo tháng này vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi mậu thân khá ảm đạm hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt ai đã có gia đình nên trân trọng người cạnh đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi cũng nên cẩn thận có người thứ ba sen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn Bên cạnh đó, các bác cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của các bác, giúp các bác vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Trong tháng 6 âm lịch này gia đình các bác sẽ gặp những xích mích cái, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh. Tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Ngoài ra trong thời điểm này thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi mậu thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, thân tí thìn, năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, các bác tuổi mậu thân cần chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Các bác cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Các bác cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ mậu thân sinh năm 1968, tử vi tháng này khuyên các bác nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ các bác cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chấm. Các bác tuổi mậu thân sinh năm 1968 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác mậu thân sinh năm 1968. 3. Ngày Cát Lành và Ngày Đại Kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi mậu thân. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch tháng giáp ngọ có nạp âm là phích lịch hỏa. Tháng ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tất thành hỏa cục, sung tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão, tuyệt hợi. Đối với người tuổi mậu thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 8 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính dần, có nạp âm là lô trung hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là mậu dần, có nạp âm là lộ bàng thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi mậu thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi mậu thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình các bác đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ tỵ, có nạp âm là đại lâm mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là tân tỵ, có nạp âm là bạch lạp kim. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Mậu Thân trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.